Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 28. Mua chiều quan tài an táng mẹ. Tuy hoàn cảnh của Hòa Thượng bần cùng, nhưng Ngài rất nhiệt tâm giúp đỡ người, thậm chí dạy học miễn phí. Sau khi mẹ Ngài qua đời, Ngài túng thiếu đến nỗi ngay cả quan tài cũng không có tiền mua, không đủ sức lo liệu đám tang cho mẹ. Hòa Thượng không nỡ tẩn liệm bà mẹ đã suốt đời vất vả một cách sơ sài, nên với tấm lòng hiếu thảo, Hòa Thượng mua chịu được một cổ quan tài để an táng mẹ. Hòa Thượng kể, khi xem chuyện Tam Quốc Chí, đọc đến đoạn Quan Công bị người ta giết hại, tôi khóc luôn 3 ngày. Tại sao tôi khóc? Vì tôi cảm thấy thật thương tiếc cho con người chánh nghĩa như Quan Đế Công mà bị giết chết như thế. Nhưng khi mẹ tôi mất, một việc lớn như vậy mà tôi không rơi giọt nước mắt nào. Tại sao? Vì có lẽ tôi có khóc cũng khóc không ra tiếng, vì tôi đã tận hết bổn phận mình lo cho bà. Tôi nói cho các vị nghe, lúc mẹ tôi mất, tôi ở ngay bên bà và túi tôi trống không, không có tới 1 xu. Lúc đó thật là bần cùng khốn khổ. Tôi mời các ông anh về nhà, họ đều không về. Chỉ có ông anh thứ 3, Bạch Ngọc Đường về. Tôi hỏi anh, mẹ đã mất rồi, chúng ta nên mua lọ quan tài nào đây? Anh nói, ây da, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ mà lại có thể mua quan tài nổi sao? Chúng ta ngay cả cơm ăn còn không có tiền, sao có tiền để mua quan tài chứ? Tôi nói, vậy làm sao đây? Anh nói, lấy mấy tấm ván đóng thành cái hòm rồi đem đi chôn là xong. Tôi nói, làm như vậy thật là không phải đối với mẹ. Bà sinh ra chúng ta có nhiều con trai con gái như vậy, đến lúc chết ngay cả một quan tài cũng không có, tiếc là không tốt chút nào. Dù tôi muốn mua quan tài, nhưng 1 đồng xu cũng không có. Vậy phải làm sao đây? Tôi bàn tính với các anh. Các anh nhìn tôi nhìn các anh mà không có biện pháp gì. Tôi nói, các anh không có cách, hay để em đi tìm các bạn của em xem sao. Rất may là bình thường tôi có một số bạn cùng nghiên cứu Phật Pháp với nhau. Tôi lại tham gia Hội Đạo Đức, làm tổng khoa trưởng của Hội Đạo Đức ở trấn Lạp Lâm, nên có quen biết một số người. Trong số đó có một người bán quan tài, nên tôi liền đến trấn Lạp Lâm để mua chịu quan tài. Chủ tiệm quan tài họ Điền, người ta gọi ông là Điền Lão Ô. Tại sao gọi là Lão Ô, con quạ? Bởi vì cái miệng của ông rất hắc ám, thích chửi mắng người. Lúc trước ông là dân giang hồ, từng ngang dọc trên bờ dưới nước. Tôi đến chỗ ông. Ông chủ bán quan tài biết tôi, hỏi, chú tới mua quan tài hả? Tôi nói, tôi không có tiền, ông có thể nào bán chịu cho tôi được không? Ông ta nói, được, tôi bán chịu cho chú đó. Tùy ý chú, muốn mua lọ quan tài nào thì cứ việc lựa chọn đi, lúc nào có tiền thì trả cho tôi cũng được. Thế là tôi đã mua chịu được cổ quan tài. Lúc ra về, ông chủ tiệm còn nói, ngay cả tiền mua quan tài chú cũng không có, vậy nhất định là cũng không có tiền làm đám tang rồi. Tôi cho chú mượn thêm 300 đồng, chú cầm lấy mà dùng, chừng nào có tiền hãy trả lại cho tôi. Ông ta lại cho mượn thêm 300 đồng. Lúc đó 300 đồng cũng khá lớn, nếu so với tiền ở Hồng Kông thì cũng có khoảng 30.000 đồng để dùng. Vì lúc đó mua cái gì cũng rất rẻ. Đang thời đó, tiền rất có giá trị, bởi ông ta rất tin tưởng tôi. Tôi nói, dạ được. Bây giờ việc mua quan tài không thành vấn đề nữa, nhưng tôi lại phải nghĩ cách đem quan tài về nhà. Các vị coi, vì lúc bình thường tôi thích giúp người, cho nên đến lúc tôi lâm sự, tức được cảm ứng và có người giúp lại tôi. Ha ha ha, 问什么的说呵。